Khi nhắc đến mộc lan, nhiều người thường liên tưởng đến những đóa hoa tím, hồng, vàng, trắng, mọc rợp cả tàn cây. Tuy nhiên, có những loài mộc lan lại cho hoa rất thưa. Hơn nữa, hoa của nó cũng không phải vị thuốc tân gì nổi tiếng với công dụng điều trị viêm xoang mà lại là vị thuốc khác, vị hậu phát. Vậy nét về cây hậu phát. Hậu phát được xem là loài có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ, thúc đẩy để tái sinh tự nhiên. Ở Trung Quốc, số lượng quần thể hậu phát hoang dã còn sót lại cũng rất ít và đang được khuyến khích gieo trồng thêm, nhằm phục vụ cho nhu cầu làm thuốc trong tương lai. Cần lưu ý, hậu phát là cây thân gỗ lâu năm và vỏ hậu phát tốt nhất phải được lấy từ cây đủ 20 năm tuổi. Về cách sơ chế hậu phát. Sau khi tách vỏ từ cây, người ta đặt chúng vào ngăn gỗ rồi đun nóng cho các thanh vỏ ấy thoát hơi nước từ từ, sau đó phun thêm một ít nước lạnh vào, cứ như thế liên tục 3 lần thì đem vỏ ra, cuộn lại rồi phơi trong chỗ râm mát. Tác dụng điều trị bệnh của hậu phát. Theo y học cổ truyền, vỏ hậu phát có mùi thơm, vị đắng và cay, nhưng không có độc. Vị thuốc này thông vào bộ máy tiêu hóa với các chức năng chủ đạo như kích thích tiêu hóa, giúp lợi tiểu, diệt dung sáng, điều trị đầy bụng, đau bụng do đầy trứng, ăn uống khó tiêu, điều trị tiêu chảy, lị, táo bón hoặc bí đại tiện, điều trị viêm dạ dày, viêm ruột kết co cứng, điều trị nôn mửa, ngoại cảm nóng sốt, điều trị ho suyễn, kích thích co bóp tử cung khi sắp sinh nở. Liều dùng, sắc uống từ 6 đến 12 gram mỗi ngày. Một số thang thuốc có dùng hậu phát. 1. Điều trị đau bụng, viêm ruột, đi lị. Trương Trọng Cảnh, thầy thuốc nổi tiếng trong lịch sử đông y có bài thuốc hậu phát tam vật thang, trong đó có vị hậu phát làm chủ đạo. Bài thuốc này điều trị chứng đau bụng đi lị và viêm ruột. Cách dùng như sau. Lấy 6 gram hậu phát, 3 gram đại hoàng và 3 gram chỉ thực, tất cả cùng nấu trong 2 chén nước, khoảng 600ml. Nấu đến khi nước sắc lại, còn một nửa, thì chia ra 3 lần uống trong ngày. Ngày nay, chúng ta có nhiều loại thuốc Tây điều trị nhanh các chứng bệnh này. Tuy nhiên, với những người không thích tân dược hoặc muốn tránh các tác dụng phụ kèm theo của tân dược, thì dùng các thảo dược trên làm thuốc cũng mang lại hiệu quả không kém. 2. Điều trị viêm gan mạn tính. Với bệnh viêm gan mạn tính, có thể tham khảo bài thuốc gồm các vị hậu phát, cam thảo bắc, chỉ thực, mỗi vị 6 gram, đương quy, bạch thực, táo tàu, xuyên khung, mỗi vị 8 gram, xài hộ, 12 gram, tất cả cùng sắc uống, mỗi ngày một thang. 3. Điều trị sỏi niệu. Bài thuốc này chỉ dùng trong trường hợp sỏi còn nhỏ, có đường kính từ 0,5 đến 0,9cm. Cách dùng như sau, lấy hậu phát, vương bất lưu hành, ngưu tất và chỉ sắc, mỗi loại 12 gram, hạt đông quỳ tử, từ 12 đến 20 gram, loại này nổi tiếng lợi tiểu, dây kim tiền thảo, 40 gram. Kim tiền thảo cũng là vị thuốc điều trị sỏi thận nổi tiếng, thạch vĩ và hoạt thạch, mỗi loại từ 20 đến 40 gram, sa tiền tử và cây bồng bông, tức hải kim sa. Mỗi vị từ 12 đến 40 gram. Tất cả cùng sắc uống, mỗi ngày một thang. Lưu ý, trong lựa chọn, hậu phát còn tốt là loại có vỏ khô, thô, phần thịt mịn, chứa nhiều dầu và có mùi thơm đậm. Khi bẻ gãy ngang, lớp gãy có màu đỏ tía, trông lấp lánh và khi nhai ăn thử thì phần bã thuốc còn lại khá ít. Mặt khác, về vị trí chọn hậu phát làm thuốc thì phần vỏ thân ở gần rễ sẽ tốt hơn vỏ nhánh. Về nguồn gốc xuất xứ thì hậu phát được trồng ở Tứ Xuyên có giá trị cao hơn những nơi khác. Bộ phận sử dụng. Ngoài vỏ thân, vỏ rễ thì người ta còn dùng hoa hậu phát. Theo y học cổ truyền, hoa hậu phát có vị đắng và có tác dụng điều trị tức ngực, sắc hoặc hãm uống từ 1, 5 đến 6 gram hoa mỗi ngày. Đối tượng cần tránh, những người tỳ vị hư nhược, âm hư táo, tân dịch khô, chân nguyên bất túc, khí huyết kém và phụ nữ mang thai không nên dùng hậu phát. Vừa rồi là bài chia sẻ của Thảo Dược Xanh số 1 Jindo về công dụng và cách dùng vị thuốc hậu phát. Nếu thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận nhiều thông tin hữu ích về thảo dược trong những video lần sau nhé. Thảo Dược Xanh số 1 Jindo, Nam Dược Trần Gia xin cảm ơn. Bạn có thể mua hậu phát ở đâu uy tín? Hiện nay Thảo Dược Xanh số 1 Jindo là đơn vị uy tín trên thị trường cung cấp dược liệu xanh sạch, an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm hậu phát chúng tôi mang đến là sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, đảm bảo đúng chủng loại, mang lại hiệu quả tuyệt đối cho người dùng. Hãy gọi tới số 0839 363 777 để được tư vấn 24/24 và đặt mua với giá tốt nhất. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 Jindo.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.